Hello, welcome back to Hello How We Mix It Up. Bạn biết Hậu vừa lấy cái chai whisky này dưới cái kệ này lên. Bởi vì Hậu mới mua một kệ mới, thế là mình bỏ hết tất cả những cái bottles, liquor của mình ở dưới. Thế là mình vừa lượm cái chai này lên. Và chắc là hôm nay mình sẽ làm một cái món mà liên quan đến whisky. Nhưng mà Hậu thích rye, nên Hậu sẽ sử dụng North Creek rye. Chúng ta sẽ đến với whisky sour. Whisky sour là một trong những cocktail rất là phổ biến và cũng được rất là nhiều người yêu thích. Hồi lúc mà Hào có Instagram thì Hào thấy các bạn của mình hay đi vào những quán bar và order whisky sour. Ở bên này đó, khi mà bạn order whisky sour thì người server sẽ hỏi bạn là bạn muốn có lòng trắng trứng hay là không. Và nếu như bạn muốn có lòng trắng trứng thì nó sẽ tự nhiên sẽ là serve up, nghĩa là serve in trong một cái martini glass. Thì hôm nay Hào sẽ làm cái version đó cho các bạn với lòng trắng trứng và serve up ha. Whisky sour có mặt trên thế giới này rất là lâu đời. Nó là một trong những cocktail mà ưa thích của những người thủy thủ ngày xưa, bởi vì họ là những cái người mà tạo ra cái món whisky sour này đầu tiên. Nhưng ngày xưa thì không có bỏ lòng trắng trứng vào như là mình bây giờ. Đây cũng là một trong những cocktail mà dành cho các bạn mà yêu thích những cái loại cocktail mà có thêm lòng trắng trứng vào. Thứ nhất đối với Hào đó là add thêm lòng trắng trứng là sẽ add thêm protein, bởi vì mình làm workout đúng không các bạn. Thứ hai đó là sẽ thêm được cái texture của cái cocktail, cái độ foam và cái volume của nó. Và cái thứ ba là nó sẽ làm cho cái cocktail nó taste thật là thú vị. Và hôm nay họ sẽ làm cái version với lòng trắng trứng để chúng ta có thể cùng thử và cùng nói chuyện với nhau xem là cái cocktail này nó taste như thế nào và có lòng trắng nó sẽ ra sao nhé. Và những nguyên liệu cần thiết để chúng ta có thể làm whisky sour dĩ nhiên là có whisky, lemon và một trái trứng. À, trái trứng đây rồi. Và một cái rất là quan trọng để mà có thể làm whisky sour mà với trứng đó chính là cái cục này. Nếu mà không có thì các bạn có thể sử dụng cái này ở trong cái đồ được cũng được ha. Và chúng ta sẽ cần shaker, Boston shaker, và họ có một cái martini glass đang để trong ngăn đá rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm whisky sour. Phần garnish thì đúng như là nếu như mà các bạn surf với lại on the rocks thì người ta sẽ garnish với lại một cái miếng cam và một cái miếng cherry. Nhưng mà khi mà mình surf up thì sẽ có rất là nhiều cách garnish, nhưng mà họ sẽ garnish với lại Angostura bitters. Vì khi mà mình để lên cái foam này, mình có thể vẽ hình ở trên này nữa. Và chúng ta đã có whisky sour với lòng trắng trứng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Cái foam của cái này là đến từ lòng trắng trứng. Các bạn để ý, nếu như mình uống cái này giống như là mình uống bia mà nó có thật là nhiều foam á, thì là như vậy. Và cái texture của này là đến từ cái texture của lòng trắng trứng, nên sẽ làm rất là thú vị. Các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi ngọt của simmer syrup và cái vị chanh. Bên cạnh đó là cái mùi của whisky rất là nổi trội. Các bạn nhớ cái tập mà Hào làm về whisky á, thì Hào nói với các bạn cái loại whisky mà làm whisky sour ngon nhất đó là Jameson hoặc là Irish whisky.
thì đúng là như vậy, bởi vì khi mà họ để Nutcracker vào á, các bạn biết là cái mùi nó không có, cái vị thơm của nó không có thơm bằng khi mà mình làm với lại Jameson. Nếu như bạn nào mà yêu thích whisky sour thì bạn hãy thử. Khi mà bạn ra quán bar để bạn order thì bạn hãy thử gọi Jameson whisky sour với lại lòng trắng trứng thì nó sẽ khác rất là nhiều. Cái ratio hồi nãy họ để là 2 ounce whisky. Lý do là vì khi mà để lòng trắng trứng vào á, 1.5 ounce như là set by default thì nó sẽ không có đủ lực để mà làm cái cocktail này dậy cái mùi và thơm. Cho nên là mình sẽ để 2 ounce rồi mình sẽ tăng những cái loại như là simple syrup lên là 0.75, chanh cũng là 0.75. Và như thế thì cái cocktail của mình á, nó sẽ hòa quyện và nó rất đậm vị. Nếu như bạn nào là bartender thì bạn sẽ thử làm cái ratio của Hào ha. Cái mùi thơm rất là thoang thoảng của whisky cộng với lại cái vị, cái foamy của cái lòng trắng trứng mà khi mà thêm vào á, nếu như bạn để ý á, thì khi mà mình shake cái cocktail, hồi nãy Hào có shake khô đó, có nghĩa là Hào chỉ shake mà không có bỏ đá vào á, thì nhờ cái đó nó làm dậy lên được cái foam của cái cocktail này. Khi bạn đổ vào ly á, thì cái foam ít nhất là sẽ là một cái lóng tay như thế này là đẹp ha. Rồi cái garnish là Hào dùng Angostura's Bitter. Lý do là hồi nãy Hào để sớm quá nên là nó chưa có settle, nó chưa có cocktail nó chưa có settle. Cho nên là khi mà để Angostura's Bitter nó bị bể hết rồi. Nhưng mà nếu như mà Hào để là mình để cho nó lắng xuống một chút xíu đó, thì cái Angostura's Bitter nó sẽ set và nó sẽ ngồi ở trên cái foam này nên là sẽ rất là đẹp. Nhưng bây giờ hôm nay là làm không có đẹp. Nhưng mà quan trọng là show cho các bạn cái technique để mà có thể làm cái whisky sour thật là ngon. Bên cạnh đó thì nếu như mà bạn nào mà biết whisky sour với những cái uống với lại đá đó, thì hôm nào mình thử mình làm, mình kêu whisky sour serve up như thế này, bảo đảm sẽ rất là delicious, giống như mình đang uống uống kem vậy đó. Nó đại loại là như vậy nhưng mà có rượu ở trong đó. Video đến đây cũng đã hết rồi, hy vọng là các bạn đã yêu thích cái tập này và cảm ơn các bạn đã xem đến cái thời điểm này nhé. Hy vọng là các bạn sẽ để lại những comment, like, share kênh và subscribe cho Hào. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Bye bye!